Ngày 11 tháng 4, đồng chí Lý Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban Tổ chức hội thi, chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch điều lệ hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy huyện Định Hóa năm 2024. Dự hội nghị có các thành viên ban tổ chức, tổ giúp việc, lãnh đạo công an các xã thị trấn. Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy huyện Định Hóa năm 2024 dự kiến tổ chức trong tháng 4 tại quảng trường ATK Định Hóa. Tham gia hội thi có 16 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Hội thi được tổ chức với 2 phần thi, gồm thi lý thuyết với các câu hỏi kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thi thực hành chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thông qua hội thi này sẽ lựa chọn đơn vị xuất sắc nhất để tham gia hội thi cấp tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo công an huyện, cơ quan thường trực hội thi thông qua kế hoạch quyết định của Ủy ban nhân dân huyện và dự thảo điều lệ hội thi, xem video hướng dẫn phần thi thực hành, tổ chức bốc thăm thứ tự lượt thi lý thuyết thực hành. Kết thúc hội nghị, các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tham gia hội thi tiến hành luyện tập tại quảng trường ATK Định Hóa.